Xin được cảm ơn tài tử Nhi Xuân. Kính thưa quý vị, và nối tiếp chương trình, xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức bài ca được mang tên Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, và tiết mục này theo thể điệu Nam Xuân 20 câu, tác giả soạn lời Phạm Thái Bình theo ý thơ của Hồng Oanh. Và xin hân hạnh giới thiệu đến tất cả quý vị nghệ nhân nhân dân Thanh Tuyết cùng với hai tài tử Trần An và Lâm Mỹ Duyên. Thank you.
Thì bây giờ này thì em thấy là cũng khá là đậm người đến nha cô chú anh chị. Đây thì Phúc Khang đi, Phúc Khang có gặp anh Đăng Bảy Chính TV. Đây là anh Đăng Bảy Chính TV nha cô chú anh chị. Thì ở ngoài đây là nhạc khá là nhiều, không biết nó có bị những phần mềm hay không nữa, thì nếu có những phần mềm thì cũng đang sẽ thay nhạc cho cô chú anh chị. Đây là trò chơi dân gian, chơi bà ông quan cho cô chú anh chị. Đây là bà ông quan. Thì những trò chơi này đều là miễn phí, gửi đến cho cô chú anh chị cũng như là các em nhỏ đang chơi cho cô chú anh chị. Thì cái trò chơi này thì ngày xưa Phúc Khang cũng đã từng chơi, nhưng mà bây giờ có những số em nhỏ này có thể là chắc là không biết. Thì hôm nay có những cái dịp mà lễ như vậy thì các em đến biết đến những cái trò chơi nhân gian của ngày xưa. Đó. Cái trò chơi này là trò chơi nhân gian ngày xưa, thì các em nhỏ bây giờ là có người biết hay không. Thì có những cái ngày lễ này, dịp này thì các em biết đến những cái trò chơi này. Còn đây là những trò chơi là lựa đậu nha cô chú anh chị. Trò chơi lựa đậu giống như là tấm cám lựa đậu. Có những cái dịp lễ như vậy, những cái trò chơi để dành cho các em, những cái trò chơi dân gian thì các em biết đó.